Xin chào mọi người, chào thơ quan, chào tất cả mọi người, con các con ở dưới diễn đàn của thơ quan. Cái chuyện này nó thường nhật rồi và cái tâm lý của người tiêu dùng thì cũng không có gì lạ cả. Thì bởi vì những cái thằng mà hay nó hỏi nhiều, mấy thằng nói nhiều không bao giờ nó mua hết trơn rồi, mà tiền đéo đổ nó mua à. Rượu nó khổ, rượu tiền nó dốc rượu nó xào, nó chẳng qua để vô nó kiếm chuyện để mà nó có cớ để mà nó chửi nó rủa này kia. Nhưng mà tôi nói cho mày nghe, khi mày phải hiểu là bất cứ người nào ở Mỹ cũng vậy, thì phải hiểu là một cái tất cả những cái show salon mà hoặc là đi triển lãm ở trong một cái nước Mỹ thì đều phải đáp ứng đủ điều kiện tiêu chí của cái bộ giao thông của Mỹ, thì chuyện đó mình đương nhiên là biết rồi. Nếu mà anh không có đủ thì sức anh khỏi còn lo qua cái cửa đi. Thành ra nhiều khi nó hỏi những câu bằng thừa, bởi vì đây tao mới nói là nghe nè, tao đi mua xe cũng vậy thôi, vô coi mẫu mã đàng hoàng, đột đàng hoàng xong chỉ sơ sơ qua coi đàng hoàng, bởi vì tất cả mọi cái dealer hoặc là những cái chỗ bán xe đều có bảo hiểm cả. Nếu không rồi. Nếu không đúng tiêu chí chắc là anh đem xe lại anh trả lại, không có gì phải thắc mắc, không có gì phải ủa mấy thằng hỏi nhiều, mấy thằng nói nhiều là mấy thằng cũng bao giờ mua. Tao bây giờ tao chỉ mua cái hạt lây minh sinh của cái thằng đầu trọc, cái thằng mà mới về Việt Nam thôi. Đủ má chứ còn mấy cái chị kia dễ gì là tao không mua rồi thôi, tụi nó có cửa gì nó mua phải không? Đúng chưa? Mà nhưng mà ông kia ông lại nói là bố không có tiền mua chiếc khăn lì đạn với sinh của ông rồi sao? Tụi mà không mua được có nhiêu xe thì mua hai cái bánh. Đủ quá. Đúng không? Mua hai cái bánh là đủ quá, nó đập dạ. Luôn khỏi đi luôn. Đủ. Đó bây giờ ông quê, đó ông quê ông lên ông bán luôn đó, ông quê ông lên ông bán đó, đó không ông mua đi. Tụi mà mấy thằng nổ rồi mấy thằng tào lao đủ bệt nghe khỉ, bởi vì nó tào lao từ xưa tới giờ. Nó không có chuyện này, mình mới nói chuyện vui hài thôi. Chào. Chắc không có cái chuyện gì mà. Chào mấy ông bạn già nha. Chào mọi người nha. Đừng có đông trọt để móc môi tôi lên nha. Mới nhắc nghe rượu, mới là chạy vô rồi. Buổi sứ. Đừng có đâm trọt nha. Để anh nói cho thơ qua nghe. Ví dụ cũng như ông Trọng nói ở bên châu Âu. Nói chung thì không phải là mình nói là mình khoe từ hồi xưa rồi, mà mình cũng đã từng mua tất cả các loại xe. Đi rồi. Hồi xưa đam mê xe cho nên thích xe. Thế nhưng mà cái tâm lý á, thì ví dụ như mình nói như là mình ngu đi. Mình ngu á, chứ không phải là cái thằng đó nó ngu. Thằng đó nó ngu, tức là nó còn tệ hơn thằng ngu. Tức là mình ngu cho nên là mình ở nhà, mình tìm hiểu cái chiếc xe đó trước. Đó. Thế xong rồi mình đến tiệm xe, mình nói ta muốn mua chiếc này, thì cái thằng bán xe nó sẽ giới thiệu mình dày. Mà ở bên Đan Mạch á, thì có nghĩa rằng là khi mà mình mua xe, thì nó sẽ có tất cả những danh sách bảo hiểm, nó nói mày chọn bảo hiểm nào. Rồi khi mà mình lấy chiếc xe ra, nó đã có bảo hiểm rồi. Đó. Thằng này, cái thằng bóng này này, nó nói giọng the thé, nó giống như mấy thằng hoạn quan hồi xưa ở trong triều đình. Quang còn đỡ mẹ ơi. Đúng rồi, nó nói giọng the thé rồi, mà nó nổi, thơ Quang nó vừa mở, cái giọng lên tụi mình, ra mình ra gà, ra ốc tôi nó nổi hết trơn, nổi ngoài. Cái này mà, thế kỷ 20... Mà thằng này nó đâu phải, có nghĩa rằng là, thằng này á, nó đi nó tính kiếm là kiếm cái lỗi, kiếm cái lỗi gì đó, hoặc là có cái gì đó để nó đâm cho. Chứ đúng vậy, anh Cầm nói cái thằng này nó có cái cục cứt khô. Chứ còn cho nên là nó mới đến ở trả có. Bởi vậy, tao nói thiệt với mày, một là tao, hai là bắt mua thôi, chứ tụi đó có cửa gì ông, mà rửa vô cái cửa ông, được. Có giả, bộ, ông nói cho tôi, ông mới thằng thơ quan mới đá cháy tôi xong mà đúng không? Bây giờ là bộ giúp cái gì? Hả? À, rồi xe rồi, mày thì tao mua hai mấy ông là vô bè vô đặng vô băng vô phái, một thằng thì đưa hình lên, một thằng thì moi móc, thằng bạn già cùng lính cũ thì nó kêu tôi là đúng, nó cứ trâu còn đẹp hơn tôi bà mẹ nó coi nó cứ trâu tôi tức lắm rồi đó. Rồi giờ tao nói cho mày nghe này nè, nó không mà bây giờ mình nhắc lại cái chuyện đó thì mình tao nói cho mày nghe là cái thằng này nó có cái ý xấu nó vào đó để mà làm nhục thôi, nhưng có cái điều á là rồi. Không làm, nó không làm được. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là bởi vì tao thường thường về tâm lý á, về cái đề mua xe đúng y chuyện bắt nói á, mày không cần phải lo. Bây giờ thiệt mà tao nhắm mắt tao lựa cái xe đó vậy thôi. Tất cả những cái gì mà cái thằng bán xe trong dealer Mỹ, nó gọi là dealer là chỗ bán xe, nó không bao giờ nó dám bán mà mình một cái xe mà không đúng điều kiện theo cái kiểu yêu cầu. Mẹ tao nói không? Bởi vì khi mà anh dắt cái xe ra anh chạy ngoài đường á mà bị lỗi là thằng bảo hiểm mới đền. Thành ra vì cái chỗ đó không bảo hiểm lên, thì vì cái chỗ đó là nó có một cái không cần phải hỏi nhiều. Không, mà tôi nói trường hợp này, ví dụ như là mình đến cái chiếc xe của hãng nó đưa ra như vậy,
nhưng mà mình muốn thêm cái option gì đó, option thì là đòi hỏi đốt, thêm ok mình, vậy thôi thì, khoan thì, đây tao nói cho mày nghe nè, đây tao nói cho mày nghe cái này. Trước khi mày vào mua cái xe không cần phải tới dealer, tất nhiên mày cái tư tưởng của mày, mày nghĩ là trên đường ù má nhỏ kia chạy cái xe đẹp quá, hoặc là bạn bè mày làm trong hãng, hoặc bất cứ người nào chung quanh mày, bây giờ mày sẽ thích cái xe đó. Đúng. Mày đã hỏi người ta trước rồi, có nghĩa là đúng, cái tâm lý của mày đã chuẩn bị mua cái xe đó từ lâu rồi, đúng rồi. Không cần phải vô dealer hỏi linh tinh. Rồi mày hỏi bạn, đúng rồi, bạn mày xách xe rồi chạy sao mày ùm xe chạy ngon rồi, đỡ cái thao xăng lắm này, các cái đủ thứ gì đó, thì cái tâm lý 70% mày đúng, đã quyết định mua rồi. À mấy biết không, mấy cái người mà bán hàng đó thì phải nói thẳng là thứ nhất là người ta rất là tốt đi, thứ hai tại vì người ta bán hàng mà tất cả những cái công ty mà tuyển những thằng bán hàng này này nó có trường lớp, nó có, nó có trường lớp đàng đúng hoàng. Nó có một cái trình độ, hoặc nó gọi là sale, nó gọi là salesman, gọi là salesman, đúng rồi, người bán hàng không có anh nó họ tôi, họ tôi nếu mà salesman là tôi không mua, tôi phải sale đàn bà nó sale tôi mới mua. Thế nhưng mà có điều anh biết là sao không, tất cả những người này là cái trình độ bán hàng là ta rất giỏi, tuyệt vời, tuyệt vời, được hay trời, cho nên là nó kiếm cửa để nó đâm, nhưng mà nó đâm trọt không được, tại vì nó nếu mà thằng này nó muốn đâm thì tôi sẽ gửi nhắn tin nhắn cho nó là các má mà muốn đâm thì má phải về má mày hỏi thông tập mày thứ nhất, mày hai cho nó đi, mày hai cho nó đi là đâm cách nào thì nó mặc may nó mới đâm được, thằng này nó không có cửa đâm đâu. Để tao nói cho mày nghe này, nó là một cái phiên bản lỗi của vấn đề giải phẫu phẫu thuật, cho nên vì nó thế kỷ 21 rồi, nó giải phẫu, nó phẫu thuật không có ý, bởi nó phẫu thợ, nó giải phẫu quá đà, cho nên ra gì nó méo mó vậy đó, trời đất ơi khổ ghê. Mà, nhưng mà thằng này nó nói giọng giống mấy thằng đồ ngoan, BD, quá, BD, BD. Ừ. Thôi, thôi thì BD, hả? BD thì nhiều thằng BD ở Việt Nam nó cũng dễ thương lắm. Giỏi lắm mà, nó giỏi lắm mà, BD nó giỏi lắm. Cái thằng này cái giọng nó the thé, giống coi phim tàu mấy hoàn quang, đồ mà thi ghê chất nạ luôn. Nó vừa cất giọng lên, sao mình mày tôi nó nổi cái ốc cái đồ tụi luôn, mấy thằng nổi. Thằng này chắc bê bò quá, chứ không bê đê. Đây cái chuyện bình thường, bởi vì tôi nói mày nghe, tất cả những chuyện gì ở Việt Nam mình á. Thằng này á, cái này nó phải, anh Lâm. Cái thằng này nó trình độ đâm của nó đủ mà nó thua xa thường xuyên nhất, thường xuyên nhất đâm cái nào cái đấy đủ mà đau chết. Đúng rồi. Đủ mà. À, tao nói về chuyện nhỏ, bởi vì tao nói nghe là rau muống mà nó còn chọt được, huống chi ba cái quỷ này ra bình thường, mình có nhiều chuyện thường, bởi vì mình ngồi bên cười gắt thôi, đại khái bình thường thôi. Đâu nhưng mà nãy tao tính nói thôi quan cái tắt đi mà anh nói chuyện nó tắt đi nó đúng mà nghe hơi sắp tối là tôi mất ngủ quá. À, rồi xong rồi tôi nói cho bạn nghe cái chuyện là cái chuyện nó bỏ đi, bởi cái chuyện nó thơ quan đem lên thôi, nhưng mình coi nó cái chuyện tiểu tiết mà ngày hôm qua tao coi một cái live stream bình tình cờ thì cái thành phố Bunsa TV đó mới đưa ra một cái bình luận quên cái sự coi như là một ông tên gọi là gì ta, một ông tên là gì ta quên mẹ rồi, ông gì nói chuyện với ông Vũ Đức Rồ Bạc, hai ông ngồi buồn cười lắm kìa. Thì rõ ràng mà thiệt, rõ ràng một cái ông Nguyễn Tất Lạc, trời đất ơi, tao nói thiệt mày má không biết mùi gì cả, đồ thứ ngu si dốt nát, nó thiệt khổ ghê. Bởi vì mình phải nói một cái điều này nè, ông già rồi nhưng mà nó khổ nổi, ông không có biết cái gì cả, ông cái căm thù cộng sản mà ông nhiều khi ông không biết cái chữ cộng sản là như thế nào, và chưa bao giờ ra khỏi nhà, mà chưa bao giờ tới về nước, chưa bao giờ tham quan về nước Việt Nam một lần, dù chỉ một lần, mà ngồi nói như thánh vậy, có nghĩa là tính buồn cười cho là độ sắt đít chạy đi, rụng mẹ làm rít tăng phải chạy theo nữa, rụng má vậy mà ngồi nổi như sấm vậy, rụng toàn tàu lao. Còn cái câu buồn cười cái câu rụng mà ăn cơm gì, ăn cơm quốc gia mà thừa ma cộng sản, rụng mệt thiệt đấy. Rụng tàu lao mà tôi hỏi mày nghe, tao cũng đi hỏi lại mấy chục lần, mấy hàng ngàn lần rồi. Cái chế độ cộng sản hoặc là cái chủ nghĩa cộng sản á, hoặc là tốt hay xấu tao không cần biết. Nhưng mà tao hỏi mày nghe là ở trên cái quả hành tinh này nè, tệ lắm cũng phải sơ tôi tính ra tệ lắm cũng phải 3 tỷ người ở trong một đất nước cộng sản. À thì tao hỏi một thằng ngu thì mày nói tao mày chửi thằng ngu, hai thằng ngu cũng ok, 100 thằng ngu cũng ok, 1 triệu thằng ngu mà giữ được, không lẽ cả nửa hành tinh này ngu hết à? Rồi bớt gì kê giấy đủ tao, bởi vì nó kia đó tụi này nó không có lý luận mà nó chẳng có lý thuyết mà nó chẳng có kiến thức con mẹ cả, nó sướng kia bằng nó gọi là tự thủ dâm, nó đụng mà ngồi chửi đã mà nó ngộ lắm, nó chửi mình nó tức lên xong rồi có hồi nó lòi cái ngu ra, nó càng chửi thì càng ngu rồi nó buồn người. Thì ở đây tao chẳng khen ai cả mà tao cũng chẳng đã kích ai cả, nhưng mà cái điều tao thấy là một là thằng cha già này trời ơi, khổ quá tao thiệt mày, bởi vì xuất phát từ trong đáy lòng của họ, họ ghét, họ căm thù đất nước, nói một cách đơn giản,
Và cái này nó có cái tính cách giống kiểu như là ghen ăn tức ở, ghen ăn tức ở. Có nghĩa là khi đất nước mình phát triển, có những cái bề mặt và bề những cái bề nổi của cái đất nước mình ra thế giới rồi được người ta tung hô, được người ta khuyến khích, người ta chọn là một cái danh lam thắng cảnh, rồi giữa người là đứng thứ năm vào chỉ số hạnh phúc thế giới, rồi những bình chọn của ngân hàng thế giới, thì tự nhiên anh nổi máu lên, anh nổi tức lên, là đi ngủ ngủ, anh tức lên để khá vậy. Thì em chữ toàn ở những chuyện tào lao mới lao mà còn chứ khổ tới thiệt mày, rồi nhiều khi không có nghe tôi nghe chứ tay gai mắt nó bực lên. Chào phè. Ok thì tao bận công chuyện chút, rồi tao xuống chút ha. Dạ. Rồi có gì bận vợ về tới má mày má mày vợ về tới